Để thi Olympic à, 30 tháng 4 ở thành phố Hồ Chí Minh, câu 4 à. Câu này à, số giờ ánh sáng mặt trời ở thành phố A ở ngày thứ T trong năm theo công thức này. Đây, có bằng này giờ. Tức là cho D là mình giải thôi, 3,5 sẽ bằng 3 sin này cộng 12, rút sin ra thôi à. Rút được cái sin của pi về chữ 80, 180 sẽ bằng 1/2. Rồi, ra cái sin 1/2 pi về chữ 80, 180 chữ 80, 180 sẽ bằng 2 là sin của 30 là pi trên 6 k2 pi, vậy pi trừ pi trên 6 là 5 pi cộng 6 k2 pi này l đi, k với l là số nguyên nha. À, rút từ t ra nha. Rút t ra trong hai trường hợp. À, ra được là t bằng 11 60 cộng cho 360 k. Này sẽ ra được là hai trăm ba mươi cộng cho 360 là l đi, là với k là số nguyên nha. Bây giờ t của mình là chạy từ 1 cho tới 365, cho cái này thuộc từ 1 tới 365 ha. Này như vậy à, thì mình giải ra được là cái k với cái l à, để bấm máy nha. Rồi, ra là t thuộc cái đoạn là trừ 3,2 vòng tròn nha đến tới trừ 2,2 ở dưới này t sẽ thuộc k nhé, k nhé, đây là số cột là đây, một trừ trừ 0,6 đến đây 365 8/3 0,3 lập đó, đi ra cái này có k bằng trừ 3,2, 3,2 mà đến trừ 2,2 k bằng trừ 2 ha, này l sẽ bằng là 0. Rồi mình sẽ ra đây, đi ra được là t ha, hay ngược lại đây tính t k trừ 2 đây 60 trừ 360 140 giờ ngày. Ủa? Từ từ đợi xuất. Ủa, đánh lộn nhé, này là trừ 3 chứ mọi người, này là trừ 3 chứ. Ráp vô 1160 360 trừ 3 cộng 80 là 80 nha. Ok, vậy thì cái này ngày 80, còn cái đây là 0 thì 230. Vậy cái ngày thứ 80 trong năm. Ngày 230 ha. Rồi tiếp tục là 10,5 giờ ánh sáng. 10,5. Mình cũng làm tương tự thôi. B mình cũng làm tương tự. 5 thì
cho 10,5 bằng cái công thức trên, 5 bằng 3 sin có pi t chữ 80 bằng 180 cộng 12. Đây mình cũng rút sin ra thôi, pi t chữ 80 bằng 8 bằng, à rút được cái này, mình rút t ra nha, đây sẽ là được 180 chữ 6 80 chia chữ 6 cộng 80 50 cộng cho 360 k. Cái này là 80 6 290 cộng 360 đó. Rồi, cái này cho trong đoạn từ 1 đến 365 ngày. Khoảng vậy. Sẽ ra được là K thuộc cái gì ha? Là thuộc cái gì ha? Có gần đúng không? Đây đây. Chia 49 chia 3 trừ 0,1 65 chia 1 phép mấy ạ? 8. Còn cái này 289 trừ 289 chia 360 trừ 0,8 này 365 trừ 360 mấy á? 2. Vậy cái này suy ra ra bằng 0, đỡ bằng 0 luôn. Đấy, ra không mình thế vô mình tìm được t thôi. Không thì này 50. Đó, vậy ngày thứ 50 với 290. Rồi, cái tiếp theo là ngày nào trong năm ít giờ ánh sáng? Ít giờ. Ít giờ là nhất ha. Nhất ha. Ít nhất. Ít nhất đây. Nó đây. Đây. Cái này ít nhất thì dt min và cái sin nó bằng cái sin này chạy từ trừ 1 1 nên cái sin này bằng trừ 1 thôi. Trừ 1 tức là suy ra dt trừ 80 chia 180 và trừ pi trên 2 k2. Đây mình rút ra được t thôi. 18 chia 2 80 360k. Rồi, thì thuộc cái đoạn từ 1 đến 365. Đây mình rút được k thuộc thôi. 360 0,3 tròn nha. 65 không mấy. Nói vậy suy ra chỉ có k bằng 1 thôi. Là suy ra t của mình ngày là trừ 10 360 3 ngày thứ 350 nha. À, xong câu 1. Rồi, câu tiếp theo, câu 2. À, một công việc dự định làm trong 24 tháng rồi tăng năng suất mỗi tháng lên 3%. Giờ mình gọi cái năng suất là x đi, một tháng à. Cái này giống như là x sản phẩm trên tháng nữa. Một tháng. Thì mình có tháng đầu tiên là x nè. Tháng tiếp theo mình tăng lên 3% là 1 cộng 3%. Tháng tiếp theo
tăng cái này lên tiếp trăm dân cho nó tiếp là mũ hai á, ngoài cộng cho tới cộng 3% ha. Thì này mọi người thấy này là tổng của cấp số nhân ha, nhân của một là ít nè, còn quy của mình là 1 cộng 3%, tức là 1,03. Mình sẽ là U1 x Q mũ N 7,3 mũ N trừ 1 chia cho 1,03. Thì cái này để yêu cầu là phải xong công việc. Mình nói ít sản phẩm một tháng, vậy thì cái số sản phẩm của mình nó sẽ là 24 x luôn. Tại vì cái này dự định 24 sản phẩm. Nên cái này nó phải lớn hơn 24 x ha. Thì ít ít mất ha, đi ra được như là nó lớn hơn 18 thì mấy. Thì mình dùng dấu bằng đi. Đấy, xong công việc. Dấu bằng đi ha. 18 phẩy mấy mà đây mình bắt đầu từ không nha mọi người. Từ không cho nên là cái đáp án cuối cùng của mình là N18 nhé, tức là 18 ngày sẽ xong. Khi nào bắt đầu từ 1 á sẽ làm tròn lên 19 nha, còn này bắt đầu từ 0 là 18 thôi. Rồi câu về cấp số cộng, cấp số cộng này cái này mình làm luôn ha. Thế là U1 cộng 29D thì sẽ là U1 cộng 3D. Đây, cái này mình rút quan hệ giữa U1 và D thôi. Để coi coi. Nó có 52 U1 bằng 3. À, 20 54D. Này mình có thể rút ra U1 bằng cho 52 79 phần 2D. Nó thay vào đây thôi. Cái này sẽ 2 U1 ha. Cộng cho 59D với 3D. 32D. Đây sẽ là U1 cộng cho 2023D. Thế ở đây là xong. Thế U1 là trừ 79 phần 2. 2 là trừ 39,5. 2 nhân trừ 39,5D cộng 32D. Cái này sẽ là trừ 39,5D cộng 2023D. Đó thì cái này mình rút gọn được mà. Đó mình rút gọn được. Để mất rồi. Trừ 2 nhân có máy à. Số nó ra hơi hơi xấu. Trừ 94 phần 3967. Số hơi hơi xấu hơn. Quên quên ấn đúng rồi ta, đúng rồi, ấn đúng rồi. Một là trừ 39,5 kìa, 32 93 32D. Ok, đúng rồi. Rồi giờ cái tổng SN thì nó bằng cái gì đây? Bằng U1 N U1 cộng N chia 2. U1 là trừ 39,5D. Còn UN sẽ là 1 là trừ 1 nhân D.
và 95D một là trừ 39,5D là trừ 1D. Đấy. Ở đây do đề cho U1 lớn không nên suy ra D của mình bé không nha. Đây. Thì U1 bằng trừ 39,5D. U1 lớn không. Bé không rồi. Giờ mình rút D ra ngoài nha. D ra ngoài. D ra ngoài trong sẽ là D phần 2 luôn ha. Là bình nhân n vô là bình trừ trừ 80 n trong cộng này á, n này cái này n này âm nha, cái này mình có thể phân tích là trừ trừ 40 à, trừ 6 nhé. Thì cái này lớn bằng nên nó thành bé không bằng nha mọi người. Bé không bằng D phần 2 nhân 1006. Tại vì D phần 2 nó bé hơn 0. Cái này lớn bằng nên thành bé không bằng. À, như vậy thì cái SN này nó mắc là bằng D phần 2 600. Khi gì mọi người? Khi cái n này bằng 40. Thôi câu lim. Câu lim thì câu này hơi khó khăn á. Lim. À, câu lim. À, câu này để thuận tiện á thì sẽ đặt a là bằng căn bậc 6 của x thôi. B là căn bậc 6 của 2x trừ 3. Vậy thì cái y gọi cái đề bài này là cái y đi. Là lim căn bậc 6 mà căn bậc 3 là mũ 2 nha. Tức là a bình căn bậc 2 thì căn bậc 6 mà căn 3 là mũ 3. Cái này ngược lại căn mũ 3 b bình cộng 1. Rồi thì ở đây b bình đây mọi người mình rút quan hệ với a b thôi. Đây mình sẽ có là a mũ 6 6 bằng x b mũ 6 bằng 2x trừ 3 thì mình suy ra là a mũ 6 mũ 6 nhân 2 ha trừ 3 nó bằng b mũ 6. Rồi, B mũ 6 rồi đợi xíu thôi. Rồi, con này từ từ ha, xíu mình sẽ quay lại nha. Cái này biến đổi hơi khó khăn xíu. Sẽ làm câu B trước nha. B thì làm cái phải là 2 cos tan phần cos bình. Rồi, chứng minh cái này x mà thuộc 0 đến pi trên 3 thì cos x thuộc khoảng pi trên 3 là 60 1 phần 2. Cos chạy từ 1 phần 2 đến 1. Rồi, điểm hàm của mình sẽ là t đi. 2t đi. Cộng cho 1 phần t bình đi. Đây chắc mình có t t cộng t cộng 1 phần t bình
này lớn hơn là căn bậc 3. Ba căn bậc 3 của ba này nhân nhau, ba này nhân nhau là t nhân t nhân 1 phần t bình là 1 đó. Vậy nó lớn bằng 3 ha. Cái này dấu bằng xảy ra khi t bằng 1 phần t bình là t bằng 1. Bây giờ ý tiếp theo là mình phải chứng minh nó bé hơn 5, mình nó lớn 3 rồi đó. Theo mình chứng minh nó, chứng minh 2t t bình thì bé hơn bằng 5. Cái này mình dùng biến đổi tương đương nha, t của mình là dương nha, mình sẽ quy đồng 2t mũ 3 5 t bình cộng 1. Cái này mình phân tích được nè, nghiệm của nó như là 1 phần 2 á, để chia hóc ne nữa nha. Ne 2 trừ 5 cộng 1, nghiệm nó là 1 phần 2 á, cái số 2 cái số cái bằng 5 trừ 4 trừ 2. Ok đúng không? Thì nó là này mình sẽ t trừ 1 phần 2, trong đây sẽ là 2t bình trừ 4t trừ 2. Mình đang biến đổi tương đương này, cái 2t trừ 1 đi, t bình trừ 2t trừ 1. Chú ý của mình là t của mình là thuộc 1 phần 2 đến 1 nha. T từ 1 phần 2 đến 1 thì cái này dương nha, cái này dương nha mọi người, cái 2t trừ 1 dương. Và cái này thôi, hồi nãy mình đặt t là cos x đúng không? T là cos x, suy ra t bình trừ 1 sẽ bằng gì? Cos bình trừ 1 trừ sin bình. Vậy cái này sẽ là cái t bình trừ 1 của mình này là nó là trừ sin bình x hơn, trừ đi 2 2 cos x. Này bé mà không trừ sin bình, trừ sin bình trừ đi 2 trừ sin bình trừ đi 2 cos x bé mà không. Cốt của mình là ok đúng rồi. Cái này lớn bằng không ha, cái này là nó luôn luôn là bé không ha, bé hẳn không ha, nó không bằng không được ha, cái bằng cũng xảy ra được đó. Như vậy thì suy ra cái chỗ này, suy ra cái chỗ này, cái này 2t trừ 1 lớn bằng không đúng không? Vậy thì cái dấu bằng này sẽ xảy ra khi là, tức là cái này luôn đúng á, là dấu bằng xảy ra khi t bằng 1 phần 2 ha, tức là cos bằng 1 phần 2. Xong không? Rồi, câu 4. Ba hộp quà được đánh số từ 1 tới 3, mỗi hộp có 3 bông hoa màu đỏ, vàng, xanh. Mỗi người lên bốc mỗi hộp một bông rồi trả vào như cũ. Ba bông khác nhau thì tặng ly trà sữa. Đỏ nhiều hơn thì tặng sách, xanh nhiều hơn tổng thì tổng số bông hay màu còn lại thì tặng một. Nếu bông vàng nhiều hơn tổng số bông còn lại tặng vòng tay. Tại sao ai cũng có quà? Cái n omega của mình, người lên rút mỗi hộp một bông thì trong hộp đều có ba bông hết, nên là mỗi hộp đều có ba khả năng ha, ba nhân ba nhân ba thì 7 khả năng. Tức là mỗi hộp mình đều bốc được đỏ vàng hoặc là xanh, ba khả năng. Thì gọi này là biến cố A đi, gọi này là biến cố B đi, C biến cố D đi. Mình thấy ba biến cố này
nó xung khắc luôn, tại vì nó không có, chung ha, không có chung phần tử nào hết đó, cho nên là mà ba biến cố này á, mình thấy là BA cộng PP hoặc là mình thấy là NA, ba biến cố này thấy là nó chỉ khi mình bốc mình chỉ rơi vào bốn biến cố ABCD đúng không, là mình đang có A cộng B cộng C cộng D, tập hợp này cộng lại cũng chính là omega, cho nên suy ra là ai cũng có quà thôi, tức là khi mình bốc mình chỉ rơi vào bốn trường hợp này thôi, là mình bốc ba ba bông khác nhau, bốc được ba bông khác nhau, hoặc là mình bốc được đỏ nhiều hơn, hoặc là xanh nhiều hơn, hoặc là vàng nhiều hơn, đúng không? Chứ mình đâu có đó, chứ đâu còn trường hợp nào khác đúng không? Đó là giải thích cho câu A. B B tính người đó nhận vòng tay, tức là bông vàng nhiều hơn tổng hai màu còn lại, bông vàng nhiều hơn số bông vàng á, nhiều hơn tổng hai màu còn lại, nhiều hơn thì mình có thể trường hợp một là ba vàng, được ba vàng, ba vàng thì có ba trường hợp thôi đúng không, có ba cách, ba vàng có một cách thôi, có được ba vàng chỉ một cách thôi, một cách. Trường hợp hai là mình bốc được hai vàng, đúng rồi, trường hợp hai mình bốc được hai vàng, một đỏ, hay là hai vàng xanh, đúng không? Thì đó, thì cái trường hợp này có bao nhiêu cách đây? Trường hợp này thì bốc hai vàng sẽ chọn chọn hai hộp ha, trong ba hộp để mình bốc được hai cái vàng, cái hộp còn lại thì cái còn lại thì mình không bốc vàng, mình bốc đỏ với lại mình bốc đỏ hoặc là xanh, tức là cái hộp còn lại xanh lên, hộp xanh thì có hai cách ha, này sẽ là bằng bốn ha. Đó, vậy thì mình suy ra cái n của mình, d d của mình sẽ là một cộng bốn năm, suy ra pd nd chia n omega, 5 chia 27. Cấu hình trên chóp đáy hình là vuông, nào góc đáy MNP là trung điểm của AB, BC, D. Tính khoảng cách từ A đến khoảng SMN, rồi SNP chứ này. A đến FMN thì kẻ AI cùng với MN đó, mình kẻ chay ha, với lại SA là được,
dễ dàng mình chứng minh được là cái AJ này nó nguồn gốc em mình à. Mình được ai chơi này nó F1 à, kẻ vuông với màn à. À, tính tính a chơi thì một phần a chơi bình bằng một phần sa bình một phần ai bình, cái quan trọng mình tính ai ha, để coi vẽ cái hình thật ra. Đây. AB DD MN đây. Từ A mình kẻ vuông góc với MN. Kẻ vuông đây. Đoạn này AJ này. AI AI vuông góc MN. Tính cái đoạn này. Cái đoạn này cũng bằng đoạn này thôi, và nó bằng một nửa đoạn này, nửa đoạn là cái AI bằng 1/2 BO là 1/4 BD căn 2/4 ráp ra thôi bằng phần a 2a là bình a căn 2/4 bình ra a chơi bằng là 2/căn 33. Đó, vậy cái đáp số đầu tiên cái a fmn a chơi bằng 2a 33. Rồi còn tiếp theo từ a đến snp có gì chạm đi trang vậy ha, cũng là mình kẻ ak với lại lp kẻ ah với lại sk thì mình chứng minh được là AH sẽ vuông góc bằng SNP, tính bằng cái hệ thức lượng tiếp 1/AH bình phần AK bình phần SA bình, quan trọng mình tính AK ha. AK thì đây vẽ chỉnh hình thực này luôn, AK là cái đoạn vuông, đoạn kẻ vuông với NP AK vuông NP hả, vậy là cái đoạn này luôn này ha, tại vì nó song song với lại BD AK đó là này bên nãy chưa vẽ kia nữa. Chưa vẽ nãy chưa vẽ hình câu A nữa. Câu đầu tiên là chơi thì ca này vuông đây nha, rồi mới tiếp rồi vẽ vuông qua hát này. Rồi cái AK này thì nhìn cũng khá đơn giản ha. AK này chỗ này trung điểm. Cái AK này nó bằng 3/4. 3/4 AC. 3 A căn 2/4. Ráp đây. 3 A căn 2/4 bình. A là 2A. Rồi bấm ơi. Ba sáu bốn phần 36 rồi được AH sẽ là 6
phần trăm 41. Đấy, để mình kết luận thôi. Khoảng cách từ A đến một khoảng SNP là AH bằng 6A phần trăm 41. Tiếp theo là góc nhị diện. Nhị diện chắc tôi vẽ hình lại. Vẽ hình lại cái góc nhị diện. Trung điểm 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 rồi, góc nhị diện gì đây? Nhị diện SMNP, SMNP của cái nhị diện S rồi giao tuyến MNP. Rồi, tính cái này thì cái nhị diện này là S là của SMN, giao tuyến MN. Vậy thì cái P này thì mình lấy trong mặt phẳng ABCD cũng được. Rồi, thì mình lấy cái nửa bên đây, mình lấy điểm A luôn ha. Lấy điểm A mình kẻ vuông góc đến MN. Kẻ A vuông góc MN. Chứng minh này ha. AH đi. Với lại MN cũng tuy ra được SH cũng vuông MN vì MN nó vuông góc với mặt phẳng SAH, cho nên cái góc nhị diện là cái góc này thôi. Tính cái đoạn AH thôi. Rồi tính cái đoạn AH tính sao đây? Vẽ hình thật ra. A D D D và N điểm. Nó ngoài này ha. Đó, thì nó bằng cái đoạn này ha. Cũng bằng cái đoạn từ B kẻ đến đây này. B kẻ cũng có cái MN. Bằng lần này cái đoạn là cái góc này xin cái góc nhị diện không vậy, góc nhị diện chúng ta cái góc SHA đây. Góc này AH của mình là nó bằng cái đoạn T này nha, T đi, T này là bằng một BD căn 2. Cái A là 2A, tính được cái góc này rồi. Cos à, tan tan góc SHA SA chia AH 2A chia A căn 2 8 8 chia căn 2 8 chia căn 2 là 4 căn 2 tiếp tan thôi. À, xong. Này ấn máy ra thì nó gần bằng 80 độ ha. Đấy, cái góc nhị diện của SMNP 60 gần bằng 80. Tiếp tục góc nhị diện MSNP ý là SNP giao tuyến SN mà thì
này FMN này NP giao tuyến là NP tuyến là SN rồi trở lại câu này cái góc giữa cái góc MN MSNP nó hơi dài nha. Để coi cái đáp án này. Mình từ P mình kéo vuông góc lên SN thì mình chú ý là cái PP á, cái PP nó vuông góc với mặt phẳng SAN nên cái SN này nó vuông góc với mặt phẳng PGQ đây nên là cái SN này vuông góc với QG ha. Đó, chúng ta chú ý là PP vuông góc phẳng N nên cái PP này nó vuông với lại SN suy ra là SN sẽ vuông góc phẳng là SN sẽ vuông góc phẳng PPUG đến là SN vuông với lại QG. Cho nên cái góc này là cái góc QGP thì cái tính toán nó rất là dài như đây ha. Cùng ra cái góc QGP 94 độ rồi bây giờ mình quay lại mình làm câu lim. Câu lim này thì sẽ tính cái tử riêng nha, cái này trước cộng 3 của x trừ 3 cái này tách thành 3 của x trừ 1 cộng 1 thôi. Cái này mình nhân lượng hợp ha, gặp là ra x trừ 1 chia cho căn bậc 3 của x bình 1 căn bậc 3 của x đây nhân lượng hợp nó sẽ ra là trừ 2 2x ha chia cho 1 cộng 3 trừ 2x. Cái này mình rút là x trừ 1 ra còn là 1 phần 3 căn bậc 3 của x 1 rồi cộng cho cái bên đây ha. Đây sẽ là 2 phần 1 cộng 3 chia 2x cái căn này đó mẫu riêng có mọi người tắt ha chiều 3 cái này mình nhân lượng liên hợp của căn bậc 6 là không được nha, mình sẽ làm cái thủ thuật này căn x trừ đi căn x thêm bớt căn x nó trừ căn x ha căn bậc 3 của 3 sau đó mình sẽ nhóm lại nha nhóm cái trừ căn x lại cái hai kia lại là căn x nhân được chung 1 cộng trừ 3 tới đây mình sẽ nhân lượng hợp ha là cái này sẽ là một trừ x này số một cộng x căn x đây căn x ghi lại này đây nhân lượng hợp sẽ là một cộng x trừ 3 này. Mẫu sẽ là một bình đi hai trừ ba ba bình cộng trừ ba thì cái này mình cũng rút được x trừ 1 ra ha rút được trừ 1 ra thì bên trong sẽ còn là đây sẽ là trừ 1 phần 1 cộng căn x đây sẽ là 2 căn x với mẫu sẽ là 1 trừ okay. Trừ căn bậc 3 của 2x trừ 3 không có bình
cho căn bậc 3 của 2x trừ 3 mình. Bây giờ mình ráp tử chia mẫu ha. Tử chia cho mẫu. Mình sẽ mất được cái x trừ 1. Nó sẽ ra được ha. Ra cái chỗ này cái này thế một vô. Một vô thì cái chỗ này sẽ ra cái này là rõ lại. Cái này là một cộng cho 3x trừ 2 nè. Thế một vô thì cái tử nó bằng nhiêu? Đây. Vô này ra 1 phần 3 3. Thế vô kia sẽ ra 1 mẫu thế vô 1 phần 2 2 tới đây 3 tử này là 4 phần 3 có bị đáp số cuối cùng là 4 phần 3 chia 1 phần 6 lên 8 rồi xong nha.